Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến với video tiếp theo của tôi nha mọi người ơi. Hôm nay sẽ review cho mọi người xem đây là một cái bao tay như thế này. Bao tay này á, thật chắc là bao tay của chế tôi mà hôm qua tôi thấy bà xỏ chị Kim, tôi thấy bà xỏ Kim mà bảo mang hai cái này mà bà ngồi bà xỏ cái tầm nửa tiếng hồ bà nhẫn xỏ chưa vô, mà trong khi đó công chuyện đi đê một đống như nó không làm đâu. Rồi bà xỏ biết bao lâu rồi. Trời, tôi không có hỏi. Mọi người tôi hỏi đi. Chừ một cái ngón này chi vậy? Hai ngón luôn. Hay là cho nó dễ cầm cái gì đó. Thơm tay giặt rồi, mới giặt. Cái này mới giặt trời. Tôi nói thiệt mọi người luôn, tôi mà chịu khó dưỡng tay chân mặt mày, nói chung là dưỡng tất cả thứ trên người của tôi thì tôi rất là ok luôn. Tại vì da tôi là da rất là da trắng luôn á, da gọi là da mặt trong trắng luôn á, thấy không, nó trắng lắm hả, mặt bao mà vậy là đang bớt lắm mọi người. Mọi người, cái đợt mà tôi còn đi làm quán nhậu kìa thì tối ngày trong nhà không đó mọi người hả, làm cho tới tối thì mấy giờ tối thì khách về thì mới rảnh đó mọi người hả, thì gió thổi dữ trời đổ qua đúng mọi người, hỏi nãy giờ nghe coca luôn mọi người, rồi nói vậy thôi nghe trời. Thổi ghê rồi mọi người. Ủa sao nghe nói bà qua bảo rồi mà ta. Thằng bạn tôi nói qua bảo rồi. Bê tôi nghi như phê. Vậy tới giờ sinh nhật của nó tôi nghi phèo quá mọi người. Thật sự luôn á, tôi nghi phèo phèo sao đó. Bây giờ trong nhóm tôi á chơi là cộng đồng là gần 20 đứa, nói chung là nếu mà nhầm mấy đứa mà chơi được một bữa hai bữa hoặc là lâu lâu mới đi cà phê một lần á thì để tôi tính là cứ đập tên cho được mọi người, lấy đập tên cho được đi ha, rồi đập tên nè, Kỳ chí Ly gái chứ nè, gái là Thì Nhi, My, Kim Ngân, Phan Ngân, Mỹ Kim, Chí Lì là 6 đứa gái. 6 đứa gái. À 6 đứa gái. 6 đứa gái nha mọi người. À trai nè, tôi, Duy, Kha, Huy là 10 đứa. Tiếp tục nè, tôi muốn vào luôn nè. Hậu, Tuấn Anh, Liêm, Anh Sang, Hào, 15 người. Đình, Đình cái trời, 16 đứa rồi. Ai nữa ta? Ai nữa ta để tôi nhớ mọi người. Ủa ai trời, tới à, Thọ 17. Thọ 17. 17.
17 có trong nhóm tôi là tới ba thằng tinh tinh quy là tôi quy quang quy thằng gia quy, nhưng mà gia quy nó bị out team rồi nghe. Gia quy mấy tụi tôi cho out team rồi. Nói chung cái cách chơi của gia quy á nó hiện rõ lên từng cái á, nên là tôi đã cho out team rồi. Tụi tôi đã cho out team nha, tôi chứ tôi mình nên tôi không có cho out team được, thì tôi đâu phải là chủ nhóm hay là cái gì đâu. Nhóm chơi á là kiểu như là chơi là trung bình hết trơn, không ai cao cấp, không ai nịnh nọt, không gì hết. Nhưng mà có một người nha, có một người, nhưng mà người đó từ từ đi, mấy clip sau tôi sẽ kể mọi người xem. Nhóm này thì tôi không muốn nói xấu à, nó hơi nói xấu, nhưng mà là chắc là cái tính tình của một người đó nó như vậy, và nó hơn như vậy nữa. Mưa mọi người, mưa thọ 17 đúng không? mười bảy nước gì vậy? Mời ra tôi xíu. Okay. Tôi nhớ thấy coi nghe nhiều lắm. Kỳ rồi đúng không? 17 người. 17. Chắc tôi nghĩ là hết rồi đó mọi người. Nhưng mà nói chung là 17 người này á là sao ta? Nếu mà đi chơi á, nếu mà đi chơi ít á, bỏ ra nè, Kỳ nè, Kỳ à, Kỳ, Kim Ngân, Mỹ Kim, Kỳ, Kim Ngân, Mỹ Kim, Phan Ngân. Ừ, cái ly tôi có đây nè. Hình như là bắt, hình như mới vô à. Hình như mới vô tem bữa chơi bữa thứ bảy tuần trước. Bữa nay thứ tư rồi. Là 7 tệ nhật 2 3 4 5 ngày. 5 ngày thì mới vô chơi. Thì nói chung là cái đụt nhắm à. Nói chung là clip tới đây cũng khá là dài ha mọi người. Thì những bạn nào thích nghe clip như thế này, mọi người ơi cho tôi xin một like, một share, một đăng ký kênh, nhấn vào cái nút theo dõi để có thể theo dõi những video tiếp theo của tôi nha mọi người. Clip sau tôi sẽ kể thật nhiều cho mọi người nghe ha. Vậy thì bye bye.